Sao vậy? Chẳng biết nữa. Cứ đi được không hay tấp à? Searching for the longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.
Ôi trời đất ơi. Chết rồi. À. Cái xe của mình nè mọi người, nhưng mà không, đây. Ơ, đó là chữ O luôn ha, hay ha. Đó, 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 đó. Rồi luôn, thôi đây. Đây, 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 đây. Đây. Xíu ra quốc lộn hết à. Ok, thì bây giờ là tụi mình sẽ đi nha. Tại vì mình nhóm nhóm thử xem để mình nghe cái máy nó còn êm không. Cái máy vẫn còn rất là êm, không có sao hết. Ok, không sao đâu. Phun khói mà. Ok, đi thôi nha. Rồi, hai anh em mình sẽ đi tiếp thôi. Nhưng mà xe nó khó nhiều quá. Ok. Đi. Khó quá trời khó luôn. Ống đổ nhớt nhiều lắm. Ống đổ hết cái nhớt luôn mà. Cái chai 1 lít hay sao á. Ống đổ phải 600-700ml á. Ống đổ nhiều lắm. Đen đường luôn mà. Thôi kệ làm sao, đi tiếp thôi. Phê quá. Này đông người đây nha, cho nên là mình cứ chạy từ từ đây nha mọi người. Cái đoạn này là khá là đông người rồi, cho nên chạy từ từ đây ha. Không chạy lại nữa, nhưng mà phê quá. Ok, bây giờ hai mình sẽ chạy về Sài Gòn nha. Bye bye mọi người, nếu mọi người thấy hay cho mình một like, một subscribe và một đăng ký kênh ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Cái đoạn đường mình vừa rồi là đi DT725. Nếu mà mọi người thích cái sự bình yên hoặc là thích cái sự đẹp đẽ của nó thì mọi người có thể chiêm nghiệm, mọi người đi chơi thử nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người lên sau. Bye bye.
là hết xăng hả? Để chắc hỗ trợ đợi bữa này một đoạn quá. Sao vậy? Dây đẩy đẩy ra ngoài kia cho. Lên 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 lên. Rồi lên đi bạn. Ở đâu lận sao? Kiếm tiền sửa xe thôi chứ mình về là tẻ lận. Ở đâu lận? Tẻ. Tỉnh lẻ lên hả? Trời ơi trời, tỉnh lẻ mà dính để chú này thua rồi. Bây giờ là kiếm một cái chỗ sửa xe nó gần đây cho mấy bạn đó. Chứ cái đoạn đèo đó mà đẩy bộ là chết luôn á mọi người. Nó vừa lên dốc và nó vừa xuống dốc nữa. Ở đây nó có đoạn lên dốc này không? Ở lên dốc này. Ở đây có chỗ sửa xe nào không? Không thấy một cái chỗ sửa xe nào không? What the fuck? Thì nói chung là đi giúp đỡ được ai thì giúp đỡ thôi. Tại vì sau này ví dụ như là mình bị cái gì đó thì người ta sẽ giúp đỡ lại mình. Thường thường là mình đi mình gặp mấy bạn mà hư xe hay gì đó thì mình thường mình hỏi này kia. Nếu mà mình giúp đỡ được cái gì thì mình giúp đỡ. Ví dụ như xe hết xăng hay gì đó thì mình đẩy được. Chứ còn nếu mà xe mà bị lủng bánh hay là gì đó thì mình thua. Còn mấy cái này thì mình còn đẩy được nè. Ở đây rửa xe không mọi người ơi, không thích cho là sửa xe luôn á. Toàn rửa xe không à. Ủa? Giờ đi về đâu lận? Đi thẳng đi, tới đường này mà. Ủa là gần tới nhà chưa? Hả? Gần tới nhà chưa? Đúng, còn 20 cây rồi tới nhà. 20 cây nữa hả? Thì cứ đến tới sửa xe. Quẹo hả? Ủa vậy thôi quẹo nhá. Ờ. À, chạy đi đâu rồi ta? Đấy là chắc ông không biết mình quay lại. Rồi ống điện nè. Anh của tôi đi đâu rồi? Chuyến hành trình Sài Gòn Đà Lạt đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, một subscribe và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Và bây giờ thì hai anh em sẽ chạy từ Bảo Lộc về Sài Gòn. Cái khung cảnh này quá đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Thì mọi người đi tour cẩn thận nhé.
chú ý, thứ nhất là về vấn đề xe cộ ha, cái thứ hai về tốc độ, và cái thứ ba thì chúc mọi người có một chuyến đi tour vui vẻ ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở clip sau. Nhớ cho mình một like, một subscribe và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Bye bye, về nhà thôi.